Chatbot Facebook thì có thể làm được gì? Câu hỏi này rất là khó nha, bởi vì là hiện tại thì tôi đang suy nghĩ chưa biết giới hạn của chatbot là như thế nào. Đầu tiên thì cái việc mà chatbot làm cho các bạn rất là nhiều, đó là giúp chúng ta tiết kiệm tiền bạc vô cùng nhiều luôn. Ở đây thì tôi sẽ phân tích cho các bạn hiểu tại sao mà chatbot lại giúp các bạn tiết kiệm tiền bạc. Ở đây thì tôi tính sơ sơ, ở đây Facebook cần tối thiểu là 100 ngàn cho 1 ngàn lượt hiển thị Messenger. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta dùng chatbot thì chúng ta hoàn toàn có thể nhắn lại cho toàn bộ khách hàng cũ và không mất cái chi phí nào. Chúng ta không mất đồng nào. Hơn nữa thì chúng ta đã biết rằng là chi phí cho một khách hàng cũ á luôn luôn rẻ hơn rất là nhiều so với chi phí tìm kiếm một khách hàng mới. Và chatbot cũng hỗ trợ điều đó. Nó sẽ hỗ trợ bạn nhắn tin lại cho khách hàng cũ và thậm chí là nó có thể giúp là bạn phân loại khách hàng. Ví dụ khách hàng đã mua sản phẩm A hay là khách hàng đã mua sản phẩm B thì họ sẽ nhận cái nội dung tương ứng với sản phẩm đã mua. Đánh trường hợp là ông mua váy thì sẽ bị cái bản tin mua quần. Hệ thống chatbot chúng ta hoàn toàn có thể lọc được điều đó. Tiếp nữa thì chatbot cũng giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền bằng cách là chúng ta sẽ huấn luyện nó trả lời tự động. Ở đây thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều nhân viên. Xu hướng bây giờ đó là máy móc thay thế con người. Ở đây thì chúng ta xem khi mà khách hàng nhắn những cái từ khóa này chẳng hạn thì hệ thống nó có thể tự động. Ở đây thì cái hệ thống chatbot này của chúng ta thì chúng ta phải huấn luyện nó thì nó mới dần càng ngày càng thông minh và bằng các từ khóa được. Chúng ta không thể kiểu như là trí tuệ thông minh nhân tạo được mọi người nhé. Ở đây chúng ta sẽ nhập từ khóa mà nó sẽ hiểu từ khóa. Nhưng mà cái tiếng Việt của chúng ta thì vô cùng phong phú rồi. Tiếp theo đó thì Facebook cho phép chúng ta trả lời comment tự động qua inbox. Ở đây thì tôi đang đặt điều kiện là tất cả các bài post và nếu có nội dung là sai hoặc cỡ thì nó sẽ trả lời là hiện sản phẩm có sai đó. Thì chúng ta có thể đặt rất là nhiều điều kiện và từng riêng lẻ cho từng bài post. Thì chúng ta có thể ứng dụng cho chơi game Facebook chẳng hạn. Ví dụ tôi cho một bài và ông nào comment cái cương bích chẳng hạn thì sẽ trả về cái kết quả xổ số may mắn chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta có thể hoàn toàn ứng dụng được để giúp cái công việc bán hàng khỏe hơn và đặc biệt đối với những cái ngành hàng thời trang chẳng hạn thì rất là dễ bị sót cái comment ở trong ảnh thì hệ thống nó sẽ giúp. Hơn nữa thì mọi người biết là khi mà khách hàng có nhiều thông báo á thì họ rất là dễ sót nhưng mà với inbox á thì họ có thể dễ dàng để mà tìm lại được. Tiếp tục nữa, Facebook có thể làm cho chatbot có thể làm cho mọi người. Đó là nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng. Ở đây thì nó có thể hoàn toàn bán hàng tự động. Thay vì là khách hàng vào fanpage và các bạn phải tiếp, phải chăm, phải sóc thì có những người họ tự động mua hàng được, giống như là chúng ta đi vào siêu thị thôi, tự động lấy hàng và tự động bỏ giỏ hàng và tự động thanh toán. Ở đây thì tôi có ví dụ một cái chương trình bên tôi chẳng hạn thì khách hàng họ sẽ tự động sử dụng menu và nó sẽ tự động nhảy ra các nội dung giới thiệu rất là nhiều. Chúng ta có thể nhảy ra video này, chúng ta có thể nhảy ra hình ảnh, text hay là các đường link rất là nhiều. Tiếp nữa thì Facebook hỗ trợ chăm sóc khách hàng một cách hoàn toàn tự động đối với cái chatbot này. Ở đây thì chúng ta sẽ có này, nhắn tin hàng tuần, hàng ngày, ví dụ có một cái thông báo gì mới hay là cái tin tức cập nhật. Ở hệ thống cùng hỗ trợ lấy tin từ các nguồn khác, ví dụ các bạn có YouTube chẳng hạn, các bạn úp bài lên thì con chatbot cùng sẽ gửi thông báo cho những người thỏa mãn cái điều kiện phù hợp. Và tiếp tục một cái nữa mà Facebook sẽ giúp các bạn tiết kiệm được vô cùng nhiều tiền. Đó là chủ động tiếp cận khách hàng. Ở đây thì chúng ta phải bỏ tiền ra để tiếp cận khách hàng Facebook hoặc là khi các bạn có rất là nhiều người theo dõi, rất là nhiều người like trang, theo dõi trang nhưng mà khi đăng lên thì bao nhiêu người thấy thì đó là hoàn toàn Facebook quyết định. Nhưng mà với chatbot thì chúng ta sẽ có cách. Ở đây mọi người thấy là một bài viết của tôi chẳng hạn. Thì tôi sẽ đưa cái link sử dụng cái phần mềm này và mọi người sẽ kích vào cái đường link. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy bài viết này có 27 lượt chia sẻ, 53 lượt bình luận nhưng mà xong đó rồi thì tôi sẽ không
quảng cáo lại hay là làm gì lại những người này được, bởi vì ở đây là trên trang cá nhân. Nhưng mà với chatbot thì hoàn toàn có thể được. Ở đây sau khi mà người dùng kích vào cái đường link kia thì họ sẽ tự động nhận về cái đường link để giúp họ làm cái tôi muốn hoặc là tài liệu tôi mong muốn. Thì khi họ đã kích vào hệ thống chatbot thì họ sẽ thành khách hàng tiềm năng của tôi, và họ sẽ thành lưu lượng truy cập mà tôi sở hữu, và chúng ta lại sử dụng chatbot để nhắn tin cho họ. Và chatbot còn rất là nhiều nhiều cái để ứng dụng nữa, thì mọi người hãy tìm hiểu ở những cái video sau nhé.